trưng bày trong không gian của mình các bác nhé. Và đầu tiên thì chị mình có thể được lãng cho em một tác phẩm một ngày gì làm ngũ phúc, được chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta gia lai, rất là bền bỉ và miễn nhiễm với công vinh bốn mọt và cũng mang được rất là nhiều người tin dùng trên chất liệu gỗ hương đúng không ạ. Và tổng thể của tác phẩm này thì với kích thước cao là 2m86, ngang 1m45 và chiều sâu là 92, thì anh chị có thể nhìn thấy là một cái phô tô rất là to đúng không ạ. Khâu đầu tiên thì bên em đã phải tuyển chọn những khối gỗ già và đặc biệt nhất và lên được những cái đường vân bắt mắt nhất. Đầu tiên thì anh chị mình có thể là thưởng lãm cho em đó là về diện mặt của cụ ạ. Diện mặt của cụ thì rất là hoan hỉ, vui tươi, luôn luôn mang những cái nụ cười, mang đến những cái may mắn cho gia đình nhà mình. Và cụ thì có một dáng đứng rất là ung dung tự tại, kết hợp với đường vân chất gỗ tạo nên một tác phẩm rất là đẹp. Từ những cái nét đục anh chị mình có thể nhìn thấy là những nét đục rất là uyển chuyển, tinh tế đúng không ạ. Và đặc biệt hơn thì tác phẩm đây anh chị mình có thể nhìn thấy là ôm đá tự nhiên cho em gái quá nhá. Những cái tác phẩm đây thì bên em đã để cái gì tự nhiên nhất để anh chị mình có thể là chơi tác phẩm này mang đến sự sang trọng đẳng cấp đúng không ạ. Và cụ thì đứng dưới đó là một gốc cây tùng cổ thụ, tượng trưng cho một người quân tử rất là mạnh mẽ, thì phách dù có gian nan, dù có khó khăn như thế nào cũng có thể là kiên cường để có thể vượt qua. Và anh chị mình có thể nhìn thấy tổng thể một tác phẩm này cao đến gần tận là 3m các bác nhớ, nhưng mà cũng được thợ bên em là đứng dán tùng tầng tầng lớp lớp làm rất là kinh bong đúng không ạ. Và ở bên dưới đây thì anh chị mình có thể thấy cho em đó là làm thêm đó là những đồng tiền vàng, và đó là 5 cô bé cậu bé tiểu đồng, tượng trưng cho 5 chữ vàng: khang, linh, phúc, lộc, thọ. Một gia đình đầy đủ con đàn cháu đống, có lết có tẻ đúng không ạ. Và từ những diện mặt thì anh chị mình có thể thấy cho em những cô bé cậu bé thì rất là xinh xắn và khôi ngô đúng không ạ. Và trên tay thì của những cô bé cậu bé thì cầm những giản tiền vàng, hay là những cuốn thư pháp này đấy, hay là những đồng tiền vàng để mang lại những cái bình an, mang lại những cái may mắn và những cái ý nghĩa tốt nhất cho gia đình nhà mình. Và xung quanh tác phẩm thì bên em làm thêm đó là những đồng tiền vàng, hay là những củ nhân sâm, quá nhất củ nhân sâm, những cây lấm linh chi, những cây hoa phúc đất đại diện cho sức khỏe. Thì anh chị mình xin những tác phẩm này thì rất là đẹp đúng không ạ. Và một tác phẩm này với tổng chiều cao đến tầm gần 3m thôi các bác nhá. Và ở dưới đây thì bên em đã tặng kèm anh chị đó là một chiếc kỷ giả ngăn kéo, và ở dưới thì bên em đã làm những chiếc bánh xe để anh chị mình có thể dễ di chuyển các bác nhá. Thực sự cái tác phẩm này rất là đẹp để anh chị mình có thể làm cái món quà tặng, quà biếu thì rất là ý nghĩa đấy, mang đến những cái niềm vui hạnh phúc. Và đặc biệt nhất là những anh chị nào ở gia đình hoặc là nhà nghỉ, khách sạn nhá, hay là phòng khách rộng lớn để trưng bày tác phẩm này cho em gái để mang lại những phong thủy tốt các bác nhá. Anh chị mình ưng ý với tác phẩm này có thể để lại số điện thoại thì bên em sẽ tư vấn anh chị mình nhanh nhất có thể, hoặc anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0838 776688. Hoặc anh chị mình có gần cơ sở bên em thì kính mời anh chị qua cơ sở tại đường quốc lộ 38, số nhà 137, đường ra bến Nương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương để có thể tận mắt tay sờ tác phẩm anh chị yêu thích được không ạ. Anh chị mình xem video hay, tác phẩm đẹp hay ủng hộ cho em xin chia sẻ và nút like các bác nhé. Và anh chị có thể là ủng hộ cho em nhiều tín hiệu nhất để em có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm để lên được nhiều video hay hơn các bác nhé. Và em gái cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn anh chị vào những video tiếp theo ạ.